Huyền Thành xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự của KTV. Và thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, có những dấu hiệu cho thấy hoạt động của KTV trên kênh đang khai thác hiện nay có những dấu hiệu lại gặp những trở ngại. Mà theo phán đoán của chúng tôi, kênh chúng ta đang khai thác hiện nay có thể bị vô hiệu hóa trong một cái thời gian không xa. Đó là lý do chúng tôi đề nghị quý vị, những ai chưa đăng ký kênh KTV 3 và kênh KTV 5, xin quý vị khẩn trương đăng ký bằng cách quý vị vào trang chủ của kênh KTV đang khai thác hiện nay và bấm vào logo KTV 3 hoặc KTV 5, sẽ dẫn tới quý vị tới những cái kênh dự phòng. Sau đó quý vị bấm vào nút đăng ký và xin đừng quên bấm vào nút chuông để quý vị có thể nhận được các thông báo mới nhất của chúng tôi. Điều đó sẽ giúp cho quý vị có thể theo dõi chương trình của KTV cách thường xuyên và liên tục. Đồng thời xin kính đề nghị quý vị đăng ký cái trang Facebook Huyền Thành KTV đã được phục hoạt động trở lại bằng cách quý vị bấm vào đường link ở dưới mỗi video và quý vị hãy bấm vào nút đăng ký theo dõi. Xin cảm ơn quý vị. Và thưa quý vị, trong chương trình bình luận thời sự trưa hôm nay, ngày 29 tháng 6 năm 2024, chúng tôi tập trung vào các cái nội dung liên quan tới chính trị Việt Nam và một cái câu hỏi tại sao làm cái bản sao của Trung Quốc nhưng công cuộc chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thất bại, trong khi ở Trung Quốc mới nhất, ông Tập Cận Bình đã cho truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hai cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, vốn là những nhân vật được cho là thân cận của ông Tập Cận Bình. Ngoài ra còn rất nhiều các cái tin tức nội chính. Như thường lệ, chúng ta chuyển sang nội dung của bản tin thời sự. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết. Ngày 26 tháng 6, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken công bố phúc trình về tự do tôn giáo toàn cầu trong năm 2023, trong đó nêu lên thực trạng đàn áp quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam và một số cải thiện. Cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Đài, một tín đồ Tin Lành, tị nạn tại Đức từ năm 2017, nói phúc trình năm nay liệt kê tương đối đầy đủ các vụ đàn áp tôn giáo ở trong nước. Tuy nhiên, ông cho rằng Mỹ vẫn chưa nhận ra chính phủ Việt Nam có hai hình thức đàn áp song song, đó là đàn áp thô bạo và tìm mọi cách để chia rẽ các tôn giáo với nhau. Ngoài ra, chính quyền còn tiến hành biện pháp làm tha hóa các tôn giáo để dễ dàng kiểm soát và lũng đoạn. Theo ông, việc Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt không buộc Hà Nội giảm bớt đàn áp tự do tôn giáo. Do vậy, Washington cần phải có chế tài cụ thể hơn. Ông đề nghị áp dụng luật Magnitsky đối với những kẻ vi phạm tự do tôn giáo. Ông khẳng định mà cần phải có những biện pháp chế tài, như Bộ Giao thì cần phải đưa danh sách một loạt các quan chức ở địa phương cũng như một số vị chức sắc của các tôn giáo mà cấu kết chính quyền để mà đàn áp những người đồng đạo của mình và sẽ cấm nhập cảnh ở Mỹ cả gia đình vợ con họ. Ông Lê Quang Hiển, Phó Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy và là Tổng Thư ký Hội đồng Liên tôn Việt Nam khẳng định Hội đồng Liên tôn chúng tôi đã có những thỉnh nguyện thơ gửi cho Chính phủ Hoa Kỳ, gửi cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, gửi cho Quỹ hội Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ, kêu gọi Chính phủ Hoa Kỳ nên đưa Việt Nam vào danh sách những nước quan tâm đặc biệt vấn đề tự do tôn giáo. Tại vì ở Việt Nam này, vấn đề tự do tôn giáo là một vấn đề rất là xa xỉ. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nhắc đến sự kiện ngày 11 tháng 6 năm 2023 khi một nhóm người thượng đã tấn công vũ trang vào hai cơ quan chính phủ ở huyện Chư Quyên, tỉnh Đắk Lắk, làm 9 người thiệt mạng. Mục sư Aga, người sáng lập Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, một nhóm tôn giáo độc lập, cho hay sau sự kiện 11 tháng 6, chính quyền gia tăng đàn áp đối với các nhóm tôn giáo độc lập ở khu vực Tây Nguyên, đưa người đến ngăn cản các buổi hành lễ của các tín đồ và cấm họ đi lại, khiến họ không thể cầu nguyện tập thể. Ông nói thêm, việc đàn áp từ phía chính quyền Việt Nam rất là trầm trọng. Tức là chính quyền cấm đoán không cho anh em tụ tập để mà thờ phượng Chúa, bắt anh em phải từ bỏ cái niềm tin tôn giáo riêng của mình, bắt ép anh em phải gia nhập với Hội Thánh Tin Lành miền Nam Việt Nam. Thì ba cái vấn đề đó liên tục xảy ra của năm 2023. Sáu người thượng ngụ tại thị trấn Eaport, huyện Cơ Mơ Ga, tỉnh Đắk Lắk,
vào ngày 27 tháng 6, bị tòa tỉnh này tuyên từ 5 cho đến 7 năm tù giam, theo cáo buộc tội hủy hoại tài sản. Mạng báo Công lý thuộc Tòa án Nhân dân tối cao loan tin ngày 28 tháng 6. Theo đó, 6 người bị án tù gồm các ông Ilu Nie, sinh năm 1955, ông Y Khơ Nie, sinh năm 1958, ông Ly Lương Long, sinh năm 1984, ông Y Ngô Trước, sinh năm 1978, ông Y Hoan Bia, sinh năm 1975 và ông Y Rosinie, sinh năm 1984. Hai ông Y Lu Nie và Y Khơ Nie, mỗi người 7 năm tù giam. Ba ông Y Lương Long, Y Ngô Trước và Y Đoan Bia, mỗi người 6 năm tù. Ông Y Rosinie, 5 năm tù. Cáo trạng nêu rằng, vào năm 1987, công ty cà phê Iapot thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đầu tư trồng cây cà phê tại Buôn Ea Map, huyện Cư Mê Ga. Người thượng địa phương được hợp đồng nhận khoán chăm sóc cây cà phê, đầu tư phân bón, thuốc trừ sâu, tưới nước và chăm sóc để ăn chia sản phẩm sau thu hoạch. Đến năm 2018, công ty cà phê Iapot được cổ phần hóa, vốn nhà nước chỉ còn 32%. Đến năm sau, công ty này có kế hoạch nhổ bỏ cây cà phê tại một lô để chuyển sang trồng cây công nghiệp khác như sầu riêng, bơ, mít. Thế nhưng kế hoạch này được nói là bị các hộ dân nhận khoán không đồng ý và đề nghị công ty giao lại đất để họ trực tiếp canh tác. Thực tế sau đó lan sang lô khác. Cáo trạng cho rằng các hộ dân người thượng sau đó tiến hành đòi đất và chặt phá cà phê của công ty Iapot, khoản thiệt hại được nói là hơn 2,7 tỷ đồng. 6 người phải ra tòa và nhận án tù vào ngày 27 tháng 6 như vừa nêu, bị cho là đã tuyên bố đất được giao khoán là đất của ông cha họ để lại từ trước năm 1975 và giúp nhiều hộ dân cùng làm đơn đòi lại đất. 5 người tại tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 28 tháng 6 bị tòa tỉnh này tuyên án tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, cụ thể là làm mất gần 11.500 mét khối gỗ thông trị giá chừng 5 tỷ 500 triệu đồng. Mạng báo Công lý thuộc Tòa án Nhân dân tối cao loan tin ngày 28 tháng 6. 5 người gồm các ông Lê Hồng Khanh, sinh năm 1992, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, tư vấn và dịch vụ nông lâm nghiệp Lâm Phát. Trương Ngọc Đức, sinh năm 1986, nhân viên trung tâm quy hoạch và thiết kế nông lâm nghiệp. Lê Hạ, sinh năm 1964, giám đốc trung tâm quy hoạch và thiết kế nông lâm nghiệp. Hoàng Phước Toàn, sinh năm 1975, giám đốc ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy. Nguyễn Đăng Phong, sinh năm 1965, trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật, ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy. Các bị cáo đều sống tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội đồng xét xử tuyên ông Lê Hồng Khanh 3 năm 9 tháng tù, Trương Ngọc Đức 3 năm 6 tháng tù, Lê Hạ 3 năm 3 tháng tù, hai ông Hoàng Phước Toàn, Nguyễn Đăng Phong, mỗi người phải chịu mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm. Cáo trạng cho biết từ ngày 15 tháng 6 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021, tại các tiểu khu 151, 152, 159 thuộc rừng trồng của Ban Quản lý Rừng Phòng hộ Hương Thủy thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra 2 vụ cháy rừng. Sau 2 vụ cháy, Giám đốc Ban Quản lý Rừng Phòng hộ Hương Thủy, ông Hoàng Phước Toàn đồng ý để ông Lê Hồng Khanh, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tư vấn và dịch vụ nông lâm nghiệp Lâm Phát, lên phương án và dự toán khai thác, gọi là tận thu gần 158 hectare gỗ rừng trồng thiệt hại do cháy gây nên. Trong quá trình thực hiện, những người liên quan vừa nêu đã không theo đúng quy trình, dẫn đến hậu quả gây thiệt hại cho nhà nước, số gỗ thông với giá trị như vừa nêu. Vụ án từng được đưa ra xét xử hồi tháng 3 vừa qua, nhưng hội đồng xét xử trả hồ sơ để điều tra làm rõ thêm một số vấn đề liên quan. Cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Phú Việt Tín, gọi tắt là Phú Việt Tín, ông Nguyễn Thuận, vào ngày 28 tháng 6 nhận án tù thấp hơn mức mà Viện Kiểm sát đề nghị. Ngoài ra, tội danh còn được thay đổi từ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thành làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Truyền thông nhà nước dẫn mức án tòa tuyên cho ông Nguyễn Thuận, sinh năm 1974, quê ở Đồng Nai, cựu tổng giám đốc công ty Phú Việt Tín là 36 tháng tù theo tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Mức mà Viện Kiểm sát đề nghị là từ 5 đến 6 năm tù theo tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngoài ông Nguyễn Thuận, tòa còn tuyên ông Phùng Thanh Sơn, sinh năm 1974, quê ở Quảng Trị, tạm trú tỉnh Đồng Nai, phụ trách kinh doanh 30 tháng tù, và bà Đỗ Thị Thùy Trang, sinh năm 1982, quê ở Đồng Nai, thủ quỹ, 24 tháng tù. Lý do giảm án và đổi tội danh trong vụ án này được hội đồng xét xử cho biết,
việc các bị cáo làm giả 175 hợp đồng để hưởng số tiền chênh lệch gần 6 tỷ đồng là để tìm nguồn kinh phí xây dựng các công trình phúc lợi cho cán bộ, nhân viên. Ba người đã không bỏ trốn, cũng không cố tình không trả và không sử dụng các tài sản vào mục đích bất hợp pháp. Cáo trạng nêu rằng, vào năm 2013, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai ra quyết định giao đất cho Phú Việt Tiến để đầu tư xây dựng khu dân cư A1, C1 tại xã Bầu Hàm 2, huyện Thống Nhất. Từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 6 năm 2018, ông Nguyễn Thuận chỉ đạo bán nền đất và ký hợp đồng mua bán hơn 580 nền đất với khách hàng. Tổng số tiền ký kết là hơn 590 tỷ đồng và khách đặt cọc gần 467 tỷ đồng. Ông Thuận chỉ nộp vào tài khoản công ty Phú Việt Tiến hơn 232 tỷ đồng, số còn lại để ngoài sổ sách. Ông này cùng Phùng Thanh Sơn và Đỗ Thị Thùy Trang làm giả trên 175 hợp đồng, giả chữ ký khách hàng và làm phiếu thu tiền với giá thấp hơn số tiền thực thu để chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng. Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Quảng Nam cùng Lê Thủy Thành và Đào Ngọc Luân, Phó Giám đốc Trung tâm đã bị bắt tạm giam cùng về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam trong ngày 28 tháng 6 được truyền thông nhà nước loan đã đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án. Công an cho biết Ban Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp chi nhánh Công ty Cổ phần Giao thông Vận tải Quảng Nam từ năm 2021 đến 2022 đã lập khống hồ sơ về giáo viên phương tiện ô tô dạy lái để hợp thức hồ sơ đào tạo của hơn 800 học viên nhằm thu lợi bất chính. Theo công an, hành vi của ba ông Sáu, Thành và Luân đã đủ yếu tố cấu thành tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức quy định tại Điều 341 Bộ Luật Hình sự. Vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Nam điều tra mở rộng. Công an Hải Phòng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Phạm Hồng Cường, trưởng phòng thủ tục tàu thuyền và một nhân viên tên Trường sinh năm 75 thuộc đơn vị này. Việc khám xét nơi làm việc của hai người trên tại cảng vụ hàng hải Hải Phòng được thực hiện trong ngày 24 tháng 6. Đại diện lãnh đạo cảng vụ hàng hải Hải Phòng xác nhận trên tờ Lao động rằng hai cán bộ nêu trên trong ngày 27 tháng 6 không tới đơn vị làm việc. Tuy nhiên, vị này từ chối xác nhận thông tin về việc cán bộ cấp dưới bị cơ quan điều tra bắt khẩn cấp và tên đầy đủ của nhân viên Trường. Còn lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an thành phố Hải Phòng cho biết đơn vị chưa thể cung cấp thông tin vì vụ việc đang trong quá trình xác minh, điều tra. Cũng theo truyền thông, ngoài hai cán bộ nói trên, Công an Hải Phòng cũng đã tiến hành bắt giữ thêm hai đối tượng thuộc đơn vị đại lý hàng hải do có liên quan đến vụ việc. Liên tục chương trình, chúng tôi tới với quý vị một cái vấn đề liên quan tới vấn nạn các cái quan chức tham nhũng sau khi bị bắt hay khởi tố thì tự nhiên xuất hiện một cái bệnh tâm thần, xuất hiện một cái điều được cho là bị tâm thần và phải đi điều trị. Và thưa quý vị, đã từ lâu dư luận xã hội đã có những thông tin về những cái nghi vấn liên quan tới một số người đang khỏe mạnh, hoàn toàn không bị mắc bệnh tâm thần, nhưng khi có liên quan tới các cái vụ đại án thì được các biện pháp y châu quỳ ở miền Bắc hay Biên Hòa ở miền Nam chứng nhận họ bị bệnh tâm thần với một cái lý do để tránh bị pháp luật xử lý. Trước khi đi vào các nội dung chi tiết, tại sao trong những cái ngày vừa qua có những đồn đoán cho rằng hai viên bộ chính trị liên quan tới vấn đề cây xanh cầu mình cũng như vấn đề các biện pháp y tâm thần bán giấy chứng nhận cho các cái kẻ bị pháp luật rờ đến, theo đó sẽ có hai viên bộ chính trị chịu trách nhiệm sẽ phải ra đi. Và chúng tôi bắt đầu vào một cái bản tin cũng liên quan tới cái vấn đề được cho là tâm thần, đó là việc Việt Nam thiếu máy bay nghiêm trọng. Việt Nam Airlines đang tính mua thêm các cái máy bay dân dụng từ Trung Quốc để khai thác. Theo đó, đến cuối năm 2023, Việt Nam Airlines sẽ có 17 máy bay bị thu hồi do vấn đề trục trặc động cơ và khiến cho cái tình trạng thiếu máy bay của hãng máy bay quốc gia Việt Nam hiện nay ngày càng trầm trọng hơn. Trong khi việc mua các cái máy bay từ Airbus hay Boeing không dễ dàng bởi những cái vụ được cho là phá bỏ hợp đồng, đó là lý do truyền thông Việt Nam đưa tin cho hay Việt Nam Airlines đang cân nhắc tới cái việc sẽ mua một cái dòng máy bay Comac C-919 do Trung Quốc sản xuất. Đây là một trong những cái giải pháp được đánh giá là khả thi trong cái bối cảnh
hàng không Việt Nam khó có thể mua các máy bay dân dụng từ các hãng sản xuất máy bay nổi tiếng của phương Tây, đó là Airbus hay Boeing. Khi mà việc đặt mua từ hai nhà sản xuất vừa kể thì có thể giao hàng sớm nhất vào năm 2030. Truyền thông Việt Nam ngày 27 tháng 6 đã dẫn lời ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho hay tại phiên họp thường niên của công ty. Theo ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc cho biết, một thách thức của nhiều hãng bay Việt Nam ở một thời điểm hiện tại đó là việc thiếu hụt các máy bay một cách trầm trọng. Điều đó gây ảnh hưởng lớn tới cái kế hoạch khai thác và mở rộng mạng bay. Nguyên nhân thiếu máy bay, theo Hà, do chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, các nhà sản xuất máy bay Boeing bị kiểm soát chặt chẽ, cùng với đó là cái việc thu hồi các loại động cơ trên các cái máy bay phản lực Airbus. Hiện nay, một cái tình trạng thiếu hụt máy bay đang diễn ra trên toàn cầu, chứ không chỉ riêng Việt Nam, và nó có thể kéo dài tới năm 2027 mới kết thúc. Trong khi đó, việc đặt mua các máy bay Airbus hay Boeing của Vietnam Airlines được cho là rất khó khăn và chỉ được giao hàng sớm nhất vào năm 2030. Cho nên việc đi thuê các máy bay trong thời gian tới là rất khó đối với đội máy bay A321. Tuy nhiên, một lý do chính mà Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho rằng tình hình tài chính của Vietnam Airlines rất khó khăn với cái khoản lỗ lũy kế năm 2023 lên tới 41.000 tỷ, tương đương 1,6 tỷ đô la Mỹ, vượt xa với vốn điều lệ của Vietnam Airlines, và một cái tình trạng âm vốn chủ sở hữu tới 17.000 tỷ, tương đương gần 700 triệu đô la, là cái vấn đề hết sức nan giải. Chưa hết, nợ ngắn hạn của Vietnam Airlines cũng vượt cái tài sản ngắn hạn lên tới 1,8 tỷ đô la, trong khi dòng tiền năm 2024 được đánh giá dự kiến rất khó khăn bởi các khoản nợ, đặc biệt kể từ tháng 7 tới đây khi Vietnam Airlines phải trả các khoản vay tái cấp vốn bắt đầu đến cái thời hạn hoàn trả. Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam cho hay, các hãng hàng không trong nước hiện nay chỉ khai thác khoảng 170 máy bay, trong khi trước đại dịch COVID-19 con số khai thác là 240 chiếc, và dự báo năm 2025 Việt Nam vẫn thiếu một máy bay. Đó là lý do chính phủ Việt Nam có kế hoạch xem xét đề nghị của Vietnam Airlines trong việc mua các máy bay dân dụng cho Trung Quốc sản xuất. Bình thường quý vị, các máy bay dân dụng của Trung Quốc sản xuất ở Trung Quốc đã được đưa ra khai thác nhưng không đảm bảo an toàn. Và thưa quý vị, đó là cái suy nghĩ chúng tôi cho rằng tiền rồ vẫn liên quan tới cái vấn đề giao thông và hợp tác với Trung Quốc. Theo đó, Việt Nam có kế hoạch xây dựng 3 tuyến đường sắt nối với Trung Quốc. AFP trong cái bản tin ngày 28 tháng 6 cho hay, truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin cho biết, ngày 27 tháng 6 tại Bắc Kinh, Thủ tướng Việt Nam ông Phạm Minh Chính tuyên bố trong cái buổi họp báo cho rằng Hà Nội có kế hoạch xây dựng 3 tuyến đường sắt với Việt Nam với Trung Quốc trong cái khuôn khổ sáng kiến một vành đai một con đường do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng. Theo giới phân tích, đây là cái món quà mà Thủ tướng Việt Nam mang đến cho ông Tập Cận Bình trong chuyến thăm dự hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới tại Đại Liên năm 2024 của Thủ tướng Việt Nam. Theo AFP, phát biểu tại Hội nghị Hợp tác Phát triển Hạ tầng Giao thông Chiến lược Việt Nam-Trung Quốc, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cho biết hai bên đang xem xét khai thác 3 tuyến đường sắt, đó là Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, 2 Lạng Sơn-Hà Nội và Móng Cái-Hạ Long và Hải Phòng. Khi gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Quốc Thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề nghị hai bên hợp tác thực hiện 3 dự án đường sắt vừa kể. Theo Phạm Minh Chính, muốn Trung Quốc hỗ trợ Việt Nam về vấn đề nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, nguồn vốn ưu đãi cũng như đào tạo nhân lực. Và theo lãnh đạo hai nước, 3 tuyến đường sắt vừa kể sẽ giúp cho Việt Nam có điều kiện kết nối với khu vực Trung Á và châu Âu qua cửa ngõ Trung Quốc và giúp cho Trung Quốc kết nối với các quốc gia ASEAN.
trong tỉnh Vân Nam của Trung Quốc sẽ có đường ra biển gần hơn. Cũng tại hội nghị vừa kể, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam khuyến khích các cái doanh nghiệp Trung Quốc tham dự vào các dự án tàu điện ngầm ở Hà Nội và Sài Gòn. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta bắt đầu bằng các cái tin tức liên quan tới vấn đề nội chính Việt Nam. Và như quý vị đã biết, mới nhất, lãnh đạo Việt Nam đã chỉ định bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực, giữ chức phân công điều hành Thành ủy Hà Nội. Và ngày 25 tháng 6, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã triển khai quyết định của Bộ Chính trị. Được biết đây là một cái giải pháp tạm thời tương tự như việc Bộ Công an cử ông Trần Quốc Tỏ được phân công điều hành trong cái thời gian ngắn để chờ tân bộ trưởng, và việc phân công Phó Bí thư Thường trực điều hành tạm thời cho thấy Bộ Chính trị đang bế tắc trong cái việc lựa chọn nhân sự thay thế, bởi lý do ghế bí thư Hà Nội Sài Gòn đó là những người phải là ủy viên Bộ Chính trị, đồng thời là một trong các nhân vật hạt giống do tứ trụ trong tương lai. Đó là lý do các cái phe phái trong đảng rất quan tâm, và hiện nay vẫn chưa có những ủy viên sáng giá cho chiếc ghế vừa kể. Thật ra một cái vị trí dành cho ủy viên Bộ Chính trị, nhưng người ta vẫn có thể chọn một ủy viên trung ương, đó là câu chuyện năm 2020 ông Nguyễn Phú Trọng đã bổ nhiệm Nguyễn Văn Nên, khi đó là ủy viên trung ương đảng, giữ chức bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thay cho Nguyễn Thiện Nhân. Hay một cái trường hợp theo thông lệ, trưởng ban tuyên giáo trung ương thường là phải ủy viên Bộ Chính trị, nhưng tại đại hội 13 tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bổ nhiệm Nguyễn Trọng Nghĩa chỉ là một ủy viên trung ương đường nắm giữ. Và mới đây sau 3 năm tại hội 13, ông Nguyễn Trọng Nghĩa mới chính thức được bầu vào Bộ Chính trị. Nơi kể cả trường hợp Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang chỉ là ủy viên trung ương, vẫn ngồi vào chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Những cái điều vừa kể để quý vị thấy rằng trong công tác nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam, họ tùy ứng, tùy biến, tùy những cái trường hợp trong cái điều kiện cụ thể. Cho nên việc kiếm một ủy viên trung ương thay thế cho vị trí của Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Đinh Tiến Dũng, là một cái điều hoàn toàn có thể. Trong khi có những cái đồn đoán cho rằng một cái nhân vật mới được bầu vào Bộ Chính trị mới đây sẽ nắm giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội, và người đó là một cái người dân tộc thiểu số quê ở Tuyên Quang. Tuy nhiên việc này không trở thành sự thật. Điều đó cho chúng ta thấy cuộc chiến cung đình đang rất căng thẳng, và từ nay tới hội nghị trung ương 10 còn khoảng 3 tháng. Trong cái thời gian này, các phe phái trong đảng chắc chắn vẫn tiếp tục đấu đá và đàm phán để đạt tới các cái sự thỏa thuận về nhân sự thay thế. Bên cạnh đó, không loại trừ một cái khả năng tới hội nghị trung ương 10 thỏa thuận vẫn chưa ngang ngũ, và rõ ràng theo giới quan sát chưa thấy một cái phe nào nổi trội hơn và cũng chưa thấy một cái nhân vật nào sáng giá hơn có thể ngồi vào chiếc ghế bí thư Hà Nội. Trong cái bối cảnh thượng tầng chính trị Việt Nam như một cái mớ hỗn độn, lãnh đạo Việt Nam chỉ tập trung đấu đá, không lo đoàn kết để phát triển kinh tế. Các lãnh đạo Việt Nam hiện nay chỉ có cái sự tính toán trong việc đấu đá tranh giành quyền lực, còn vấn đề quốc gia đại sự họ không quan trọng. Trở lại một cái vấn đề có lẽ là chủ đề chính của bài nói chuyện hôm nay, đó là câu chuyện tại sao các quan chức tham nhũng bị bắt tự nhiên bị tâm thần rất nhiều, kể cả những cái kẻ buôn lậu, ma túy, vân vân và vân vân. Dư luận xã hội Việt Nam đặt cái câu hỏi tại sao rất nhiều các quan chức và các tội doanh nhân đang bị pháp luật rờ đến, bị khởi tố hay bắt giam trong các vụ đại án, đang khỏe mạnh bỗng nhiên trở thành những cái bệnh nhân tâm thần. Theo báo Tiền Phong ngày 28 tháng 6 năm 2024, trong một cái bản tin với tiêu đề Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu mở rộng điều tra việc tạo dựng các kết quả giám định tâm thần, bản tin cho biết Thượng tướng Lương Tam Quang, tân Bộ trưởng Bộ Công an, đã có thư khen gửi tới Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội C02 vì có thành tích đấu tranh triệt phá các cái chuyên án bắt giữ các cái đối tượng có hành vi đưa hối lộ,
nhận hối lộ, môi giới hối lộ với mục đích để tạo dựng các cái hồ sơ bệnh án tâm thần, kết luận giám định tâm thần sai thực tế cho các cái đối tượng phạm tội bị kết án phạt tù nhằm đối phó với các cơ quan chức năng, và điều vừa kể ảnh hưởng rất lớn tới công tác đảm bảo an ninh trật tự. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết Viện Pháp Y Tâm Thần Trung ương Biên Hòa đã có một số vụ bê bối liên quan tới việc giám định và ban hành các cái kết quả luận chứng nhận kết quả tâm thần và tạo điều kiện cho một số cá nhân liên quan tới các cái đại án hay những cái bản án chung thân hay tử hình có thể thoát tội để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Cụ thể điển hình như vụ cựu giám đốc công ty đất vàng Hoàng Gia, đó là bà Trần Thị Mỹ Hiền, người bị cáo buộc chiếm đoạt trong cái vụ lừa đảo lên gần 1.000 tỷ trong cái vụ án, nhưng bất ngờ bà Hiền lại có giấy chứng nhận kết quả giám định từ Viện Pháp Y Tâm Thần Trung ương Biên Hòa kết luận cho rằng Trần Thị Mỹ Hiền đã mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Và thưa quý vị, đó là lý do bà Hiền bị đưa đi chữa bệnh bắt buộc, sau đó bà này đã bỏ trốn và đang tiếp tục bị truy nã. Tương tự theo báo Tuổi Trẻ, một cái trường hợp đó là bà Tống Thị Bạch Lan năm 2020 đã bị Tòa án Nhân dân Sài Gòn xét xử sơ thẩm, tuyên án tử hình về tội vận chuyển ma túy trái phép. Và cũng Viện Pháp Y Tâm Thần Trung ương Biên Hòa đã kết luận chứng nhận rằng bà Lan tại cái thời điểm gây án đương sự bị hạn chế về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, và hiện nay đương sự mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, và để sau đó bà Lan cũng được đưa đi chữa trị bệnh bắt buộc và cuối cùng cũng bỏ trốn. Và thưa quý vị, liên quan tới vụ việc vừa kể, theo Bộ Công an cho biết, tính tới chiều ngày Chủ nhật ngày 16 tháng 6 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt giữ 13 người và triệu tập, bao gồm 11 viên chức và 2 cán bộ đã nghỉ hưu. Trong số đó, có những người thuộc Viện Pháp Y Tâm Thần Biên Hòa bị bắt giữ, có ông Lê Văn Hùng, viện trưởng, bác sĩ Nguyễn Thành Công, viện phó, ông Bùi Thế Hùng, cựu viện trưởng, bác sĩ Nguyễn Văn Trọng, trưởng khoa điều trị bắt buộc, nhóm nghiện chất và nhiều bác sĩ điều dưỡng khác cũng bị khởi tố bắt giam. Viện Pháp Y Tâm Thần Trung ương Biên Hòa làm cơ sở điều trị trực thuộc Bộ Y tế được thành lập từ năm 2015 với một chức năng, đó là giám định pháp y tâm thần, quản lý điều trị những người rối loạn tâm thần để quyết định áp dụng các biện pháp bắt buộc chữa bệnh của cơ quan tố tụng. Được biết lâu nay, các cơ quan tư pháp cùng với lãnh đạo của các ngành y tế cũng như các bác sĩ đã lợi dụng cái điều 447 Bộ luật hình sự quy định các cái điều kiện áp dụng biện pháp bắt buộc và đi chữa bệnh đối với những cái người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong giai đoạn đang mắc bệnh tâm thần, mà một cái bệnh khác là mất khả năng nhận thức hay khả năng điều khiển hành vi thì không phải chịu trách nhiệm hình sự. Theo giới quan sát, với những cái quy định vừa kể thì việc lách luật chạy án bằng giám định tâm thần để trốn tránh trách nhiệm hình sự diễn ra rất phổ biến ở Việt Nam trong giai đoạn vừa qua. Vì thế đã có rất nhiều những cái đối tượng phạm trọng tội đã lợi dụng kẽ hở để thoát tội bằng việc bỏ tiền ra mua kết quả giám định tâm thần. Đồng thời cũng có rất nhiều các bác sĩ liên quan tới lĩnh vực này đã bị kết án về tội nhận hối lộ trong việc làm giả các cái kết luận giám định đi về bệnh tật để những cái kẻ trong các cái vụ trọng án thoát tội. Đó là lý do cựu chánh tòa hình sự Tòa án Nhân dân tối cao ông Đinh Văn Quế trong cái cuộc họp của hội nghị ngành tòa án đã đặt câu hỏi tại sao các cơ quan chức, các cái doanh nhân tham nhũng bây giờ lại mắc bệnh tâm thần nhiều như thế. Công luận thấy rằng một cái cụm từ chạy bệnh nên bổ sung vào một cái bộ sưu tầm liên quan tới vấn đề chạy chức, chạy quyền, chạy án, chạy luân chuyển v.v. Trong đó có lẽ vấn đề chạy bệnh án dễ hơn chạy các cái thứ khác, bởi một cái lý do không ai có thể kiểm tra được tính xác thực của các cái bệnh án
hay bản giám định pháp y trong các cái hồ sơ điều trị bệnh tâm thần, cùng lắm là chỉ yêu cầu giám định lại mà thôi. Và thưa quý vị, vấn nạn tham nhũng ở Việt Nam tăng lên thì tất cả các lĩnh vực, kể cả các cái lĩnh vực liên quan tới vấn đề chạy bệnh tật để có đảm, nó cũng tăng theo với một cái tỷ lệ thuận. Một cái câu hỏi đặt ra đó là tại sao từ nay tới Hội nghị Trung ương 10 sẽ tổ chức vào đầu tháng 10 tới đây sẽ có thêm 4 ủy viên Bộ Chính trị. Theo giới quan sát cho rằng ngoài hai nhân vật cốt cán đó là Phan Đình Trạc và Trần Cẩm Tú gần như chắc chắn sẽ phải ra đi, thì cái số ủy viên Bộ Chính trị tiếp tục rủi rụng trước Hội nghị Trung ương 10 sẽ còn thêm hai nhân vật với cái tổng số là 4 nhân sự. Trong khi đó, giới phân tích cho rằng phe Nghệ Tĩnh đang thất thế trên ván cờ quyền lực. Những thông tin liên quan tới việc ông Nguyễn Văn Điền, cấp phó của Phan Đình Trạc đã xả lưỡi. Theo đó, Bộ Công an đã khởi tố một cái vụ án với tội danh chiếm đoạt tài liệu bí mật của nhà nước, quy định tại Điều 337 Bộ Luật Hình Sự. Đồng thời, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Điền sau khi đương sự chính thức bị tạm giam. Những cái tài liệu từ nội bộ cho hay Nguyễn Văn Điền đã để các cái tài liệu mật ở gia đình Bồ Nhí và bị cơ quan an ninh điều tra thu giữ được. Trước đó, Bộ Công an đã bắt giữ bà Lê Y Linh là vợ của Nguyễn Văn Điền. Tuy nhiên, có những cái tin khả tín cho rằng Lê Y Linh là bồ của Nguyễn Văn Điền chứ không phải là vợ. Bà Lê Linh nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị cựu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tổng hợp Việt Trí đã bị bắt giữ cách đây hơn một tháng, đó là ngày 23 tháng 5 năm 2024. Một cái điều bí mật ít người biết đó là Lê Linh chơi rất thân với bà Đinh Thị Liễu, vợ của Phan Đình Trạc, trưởng ban nội chính trung ương. Liệu có những mối liên hệ bí ẩn giữa gia đình Nguyễn Văn Điền và gia đình Phan Đình Trạc hay không? Hiện nay vẫn là vấn đề được giấu kín, chưa được bạch hóa. Và trước đó, theo kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư cho rằng Nguyễn Văn Điền đã thiếu tu dưỡng rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật trong việc bảo vệ bí mật nhà nước, kê khai tài sản, thu nhập, vấn đề hôn nhân và gia đình, vi phạm các cái điều đảng viên không được làm. Đó là lý do Ban Bí thư đã quyết định tất cả các cái vụ trọng đảng đối với Nguyễn Văn Điền, và lập tức ngày sau đó Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bắt giam. Được biết hiện nay vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra của Bộ Công an tiếp tục làm rõ mọi sự việc để xử lý theo pháp luật. Theo giới phân tích, có thể Phan Đình Trạc sẽ làm con rể tế thần sắp tới, trong khi phe Nghệ Tĩnh đang bị phe Hưng Yên của Tô Lâm dồn vào thế bí trên bàn cờ. Đó là lý do có những cái nhận định từ nguồn tin khả tín cho hay Phan Đình Trạc và Trần Cẩm Tú chắc chắn sẽ ra đi, bởi Tô Lâm hiện nay đã kiểm soát toàn bộ cuộc chơi và tuyên bố sẽ nhổ tận gốc, chốc tận rễ phe Nghệ Tĩnh. Theo giới quan sát, ai cũng có thể thấy dễ dàng Tô Lâm đã đốn ngã Nguyễn Văn Điền, chỉ làm cái động tác bắt cầu để nhằm xử lý Phan Đình Trạc cấp trên của Nguyễn Văn Điền trong ban nội chính trung ương, tức là đánh thẳng vào lãnh đạo, một cái nhân vật được cho là cầm đầu của phe Nghệ An hiện nay. Phức tạp hơn đó là trường hợp ông Đinh Tiến Dũng mới xuất phế gần đây. Mục đích của ông Tô Lâm không chỉ làm chống thêm một cái ghế của Bộ Chính trị để có cơ hội đưa người của mình vào, mà còn nhằm một cái mục tiêu khác nữa. Được biết ông Đinh Tiến Dũng trước đây thuộc phe Ninh Bình của ông Trần Đại Quang, nhưng sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng triệt hạ Đinh La Thăng, đó là lý do Đinh Tiến Dũng đã quay đầu quân cho phe Nghệ An và được nâng đỡ thăng tiến rất nhanh. Đinh Tiến Dũng coi là cái bóng của Vương Đình Huệ, kế nhiệm tất cả các chức vụ của Vương Đình Huệ để lại, từ Tổng Kiểm Toán, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho tới Bí thư Thành ủy Hà Nội. Những điều vừa kể để quý vị thấy rằng ông Tô Lâm đánh vào Đinh Tiến Dũng cũng là cái chủ đích nhằm vào việc hạ bệ Phan Đình Trạc, người cầm đầu của phe Nghệ An hiện nay. Trong khi đó, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, người cầm đầu của phe Hà Tĩnh,
hiện nay rằm rắp tuân thủ mọi yêu cầu của Tô Lâm, kể cả việc đề nghị xử lý đối với các nhân vật trong cùng phe, đó là Nguyễn Văn Hiền và Đinh Tiến Dũng. Và với cái sự ra đi của ông Tiến Dũng, Bộ Chính trị tụt xuống còn số 15, sau khi mới bổ sung 4 nhân vật viên Bộ Chính trị để bù đắp cho số lượng hào hụt tới 6 người sau Đại hội 13. Một cái vấn đề quan trọng theo giới phân tích, Đinh Tiến Dũng làm cái lãnh đạo có khả năng về kinh tế, và điều đó đã khiến cho Bộ Chính trị Việt Nam mất đi một cái nhân sự có kiến thức quản lý kinh tế. Và trong Bộ Chính trị hiện nay 15 người còn lại, chỉ duy nhất Lê Minh Hưng là một cái nhân vật xuất thân từ lĩnh vực kinh tế tài chính. Nhưng Lê Minh Hưng được giao vào thiết kế trưởng ban tổ chức trung ương thì không đủ thời gian để có thể góp ý về vấn đề kinh tế. Trong khi đó, lãnh đạo trong Bộ Chính trị hiện nay chủ yếu là các nhà lý luận, cán bộ đảng hay các tướng lĩnh công an quân đội. Theo BBC cho biết, những cái điều vừa kể cho thấy Bộ Chính trị hiện nay ngày càng hồng hơn. Đây là cái điều không có lợi cho đất nước trong cái bối cảnh kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức, cũng như có rất nhiều những cái cơ hội cần phải nhận diện để tận dụng. Theo đó, khái niệm cốt lõi hay chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không còn đúng như tên gọi và mục đích ban đầu. Theo giới phân tích, nó đang được các phe phái trong đảng sử dụng vào cái mục đích cạnh tranh quyền lực. Theo BBC, nhiều nhà quan sát chính trị Việt Nam cũng cho rằng chiến dịch tốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thất bại. Trong đó, không ít những ý kiến cho rằng chiến dịch tốt lò đã bị các phe nhóm lợi dụng để phục vụ cho lợi ích của cá nhân và phe nhóm. Trong cái bối cảnh công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ 14 đang bước vào cái giai đoạn quyết liệt. Theo tiến sĩ Nguyễn Quang Hà đưa ra những nhận định với tình hình chính trị hiện nay cho rằng phải bắt chúng bệnh gốc thì mới xử lý triệt để, chứ không phải bắt 1, 2 hay 100 người bỏ tù bao nhiêu viên trung ương, kể cả viên Bộ Chính trị rồi tướng lĩnh quân đội công an thì cứ xử lý hết ông nọ nó lại mọc ra ông kia. Theo tiến sĩ Nguyễn Quang Hà, đó không phải cách làm bài bản, không đánh vào nguyên nhân cốt lõi, mà cốt lõi hiện nay đó là bản chất của hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay. Theo tiến sĩ Nguyễn Quang Hà cho rằng cần phải trở thành một cái nhà nước pháp quyền, bởi vì các cái ông điều tra, ông công tố và ông tòa án phải hoạt động độc lập với nhau theo luật, chứ không phải theo chỉ đạo của ban nội chính, của ban bí thư hay Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong khi đó, giáo sư Zachary Abuja thì cho rằng cuộc chiến chống tham nhũng hiện nay thực chất được sử dụng vào cái mục đích triệt hạ các cái đối thủ chính trị trong đảng mà thôi. Và thưa quý vị, trở lại cái vấn đề vì sao có những nhận định cho rằng trước hội nghị trung ương 10 sẽ có thêm 4 ủy viên Bộ Chính trị sẽ bị mất chức. Theo giới quan sát cho rằng sau hội nghị trung ương 9 khóa 13 trung tuần tháng 5 vừa qua, trước sự yếu thế của Bộ Công an nhất thời lúc đó, giới thạo tin cho rằng Bộ Công an phải xếp lại một vài vụ đại án khủng tương tự như các cái đại án của tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An hay cổ phần tiến bộ quốc tế AIC. Đó là đại án công ty trách nhiệm hữu hạn cây xanh Công Minh. Truyền thông nhà nước mới đây đưa ra các thông tin cho hay Bộ Công an tiếp tục đề nghị các tỉnh, thành phố cung cấp các cái hồ sơ liên quan tới công ty cây xanh Công Minh. Theo đó, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn cây xanh Công Minh trên địa bàn 30 tỉnh, thành phố trên cả nước theo quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 8 tháng 5 năm 2024. Và thưa quý vị, theo Cơ quan An ninh Điều tra cho biết, Bộ Công an đã gửi văn bản tới các cái tỉnh, thành phố đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp các chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan tới các dự án của công ty Công Minh. Ngoài ra còn có cái vụ án liên quan tới hai bệnh viện tâm thần, đó là Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 ở phía Bắc và Viện Pháp y Tâm thần, tức Trung ương
bệnh viện Điền ở Biên Hòa trước đây. Và đó là lý do hàng loạt các lãnh đạo, bác sĩ, nhân viên y tế đã bị bắt làm với cái tội danh nhận hối lộ theo cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội. Và Bộ Công an cho biết họ đã phát hiện qua điều trị bắt buộc của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 thuộc Bộ Y tế cũng như Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa đã lập các hồ sơ giả để hợp thức hóa cho các quan chức tham nhũng giả bị bệnh tâm thần để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật sau khi bị khởi tố và bắt giam. Đáng chú ý, hai vụ việc ở miền Bắc và Việt Nam được phát hiện và xử lý đồng thời một thời điểm. Trong khi đó, theo giới quan sát, cả hai vụ việc công ty cây xanh Công Minh và bệnh viện tâm thần, nó không chỉ là những cái vụ án tham nhũng đưa nhận hối lộ thông thường mà liên quan tới vấn đề an ninh quốc gia. Theo đó, hai bệnh viện trên đều trực thuộc sự quản lý của Bộ Y tế và đều có thẩm quyền trong việc giám định pháp y tâm thần của các bị can theo quy định của pháp luật để phục vụ cho việc điều tra các vụ án. Đó là lý do Bộ Công an đồng loạt bắt tạm giam hàng loạt các lãnh đạo, bác sĩ, nhân viên của hai bệnh viện vừa kể với mục đích để kiểm tra, rà soát toàn bộ các giấy chứng nhận tâm thần từ trước tới nay bị cấp sai. Và những điều sai sót trong ngoặc kép vừa kể đã giúp cho hàng loạt các quan chức và doanh nhân bị khởi tố bắt giam trong các vụ án lớn. Và những người được cho là đang khỏe mạnh bỗng nhiên trở thành bệnh nhân tâm thần. Và nhờ các giấy chứng nhận tâm thần bị cấp sai này đã trở thành cái lá bùa hộ mệnh giúp cho những cái kẻ vi phạm pháp luật, các cái quan tham nhũng miễn chịu hình phạt tù. Và đây là cái vấn nạn xảy ra từ rất lâu và dư luận đã râm ran hàng chục năm nay đối với các cơ quan tham nhũng sắp sửa bị điều tra khởi tố bắt giam trong các vụ án lớn. Trong khi đó, trở lại vụ cây xanh Công Minh, rõ ràng cho thấy Bộ Công an dưới sự lãnh đạo của tân Bộ trưởng Lương Tam Quang tiếp tục điều tra không có cái dấu hiệu thỏa hiệp nào như những tin đồn trước đây. Được biết công ty cây xanh Công Minh hiện đang bị điều tra về các cái sai phạm trong việc trồng chăm sóc cây xanh chỉnh trang đô thị ở 30 trên 63 tỉnh thành. Theo đó, công ty Công Minh đã tham gia 228 gói thầu khắp các tỉnh thành với cái tỷ lệ trúng cầu cao tới 82%. Đó là lý do tại sao Bộ Công an phải xử lý hai đại án Bệnh viện Tâm thần cũng như đại công ty cây xanh. Theo giới tham tin cho rằng đằng sau hai công ty vừa kể để làm những cái việc tẩy đình như vậy trong cái thời gian dài, đó là những cái nhân vật có quyền lực rất lớn, tối thiểu phải cỡ Ủy viên Bộ Chính trị. Với hai đại án vừa kể là những cái hành động hết sức cần thiết của Bộ Công an dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch nước Tô Lâm với mục đích ngăn chặn việc tham nhũng của tổ chức, của nhóm lợi ích quyền tiền của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ban lãnh đạo địa tính đã từ lâu liên minh này đã cấu kết với các doanh nghiệp sân sau để bòn rút tài sản của đất nước và nhân dân. Công luận hy vọng vào tân Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang sẽ đóng cái vai trò hết sức quan trọng. Công luận hy vọng ông Lương Tam Quang từng là thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an sẽ trực tiếp chỉ đạo hai đại án vừa kể, đồng thời tin tưởng rằng sẽ có thêm hai gương mặt của viên Bộ Chính trị đứng sau hai đại án vừa kể đã chống lưng sẽ bị xử lý và được công bố danh tính trước Hội nghị Trung ương 10 tới đây. Và thưa quý vị, như vậy hai nhân vật cốt cán của phe Nghệ An mà gần như chắc chắn bị xử lý đó là Phan Đình Trạc và Trần Cẩm Tú, cùng với hai viên Bộ Chính trị trong hai đại án vừa kể. Như vậy, trước Hội nghị Trung ương 10, còn số ủy viên Bộ Chính trị sẽ bị xử lý không dưới 4 nhân sự. Chúng ta hãy chờ xem liên quan tới vấn đề công cuộc chống tham nhũng của Việt Nam và Trung Quốc. Như quý vị đã biết, năm 2016, sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chiến thắng cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông Nguyễn Phú Trọng đã phát động một cái công cuộc đốt lò hay gọi là cuộc chiến chống tham nhũng. Theo giới quan sát cho rằng
công cuộc đốt lò ở Việt Nam thực chất nó là cái bản sao của công cuộc đào hồ diệt rồi mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động vào năm 2012 sau khi ông Tập Cận Bình trở thành Chủ tịch Trung Quốc. Và thưa quý vị, một cái điều dễ dàng so sánh đó là việc chống tham nhũng ở Trung Quốc đạt hiệu quả rất cao, trong khi công cuộc chống tham nhũng ở Việt Nam hoàn toàn thất bại. Tại sao lại có những cái sự trái ngược như vậy, trong khi Việt Nam vẫn được coi làm cái bản sao của Trung Quốc? Chúng tôi bắt đầu bằng cái bản tin liên quan tới chính trường Trung Quốc, đó là hai cựu bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa bị khai trừ đảng. Theo đó, với việc khai trừ đảng liên quan tới các cái cáo buộc tham nhũng của hai cựu bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, đó là Lý Thượng Phúc và ông Nguyễn Phượng Hoàng. Theo đó, hai nhân vật thân cận của ông Tập Cận Bình có thể đối mặt với một cái án tù chung thân, thậm chí là tử hình trong cái phiên tòa của tòa án quân sự tới đây. Một cái câu hỏi đặt ra, tại sao ông Tập Cận Bình lại xử lý đối với hai nhân vật được cho là thân cận? Đối với mình, ông Tập Cận Bình đang muốn gì? Và thưa quý vị, điều đó nó hoàn toàn trái ngược với cái chủ trương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho phép các cái lãnh đạo cấp cao của Việt Nam được rút lui trong danh dự, tức là xin thôi chức vụ, thì những cái hành vi tham nhũng kể cả trầm trọng nhất như ông Võ Văn Thường nhận hối lộ 64 tỷ đồng Việt Nam, ông Vương Đình Huệ có liên quan tới tập đoàn Thuận An với cái giá trị mà trợ lý của mình nhận tới hàng nghìn tỷ, hay bà Trương Thị Mai, một cái người được cho là trong sạch nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng bị cáo buộc nhận 2 triệu đô la Mỹ từ bà Trương Mỹ Lan, nhưng tất cả đều được cho thôi chức theo đề nghị, và cuối cùng các cái quan chức đó không bị xử lý hình sự, họ vẫn được hưởng đủ các tiêu chuẩn cũ theo quy định. Và một cái điều quan trọng hơn, đó là tài sản tham nhũng của họ không bị tịch thu. Trở lại một cái bản án kỷ luật đối với hai quan chức hàng đầu của Bộ Quốc phòng Trung Quốc đang phải đối mặt với cái việc bị truy tố trước tòa án quân sự của quân đội Trung Quốc. Truyền thông Trung Quốc đưa tin với một cái quyết định khai trừ tư cách đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với hai cựu bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đó là ông Nguyễn Phượng Hoàng và ông Lý Thượng Phúc, đã được bảy viên trong Bộ Chính trị Thường trực của Trung Quốc thông qua ngày 27 tháng 6. Đồng thời, Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc đã quyết định chuyển vụ án tới tòa án quân sự và quyết định kỷ luật đối với hai cái quan chức cấp cao, khai trừ khỏi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, sẽ được công bố trong phiên họp toàn thể của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 15 đến ngày 18 tháng 7 tới đây. Và hiện nay, cựu ngoại trưởng Tần Cương, một cái người đã bị cách chức trước đó, vẫn là viên Trung ương Đảng dù mất chức ngoại trưởng và đã biến mất một cách bí ẩn từ cuối tháng 6 năm 2023. Trong khi đó, tháng 9 năm 2022, cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc ông Phó Chính Hòa cũng bị Tòa án Trung Quốc tuyên án tử hình, sau đó đã chuyển sang trung thân, không được ân xá, liên quan tới tội danh nhận hối lộ và lạm quyền. Theo đó, ông Phó Chính Hòa trước đó bị cáo buộc nhận hối lộ 117 triệu nhân dân tệ, tương đương với khoảng 2 triệu đô la Mỹ. Và mới nhất, hai cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc và Nguyễn Phượng Hòa đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung Quốc cho hay, ông Lý Thượng Phúc bị tình nghi nhận những khoản tiền hối lộ rất lớn, cũng như hối lộ những cái người khác trong một cái cuộc điều tra, đã phát hiện ông này đã không hoàn thành các cái trách nhiệm chính trị và tìm kiếm các cái lợi ích cá nhân. Theo truyền thông nhà nước tường thuật, dẫn thông tin từ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, cơ quan ra lệnh tiến hành cuộc điều tra. Và thưa quý vị, văn phòng ngôn ngữ kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc không khác gì văn phòng ngôn ngữ trong các cái kết luận chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó là các quan chức cấp cao hàng đầu trong đội ngũ của Đảng, quân đội, các ông Lý Thượng Phúc, Nguyễn Phượng Hòa đã phản bội sứ mệnh, phản bội niềm tin của Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
quân ủy trung ương gây ra những tổn thất to lớn cho đảng và nền quốc phòng. Theo đó, tháng 10 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lý Thường Phúc đã chính thức bị bãi nhiệm 2 tháng sau khi ông đột ngột biến mất. Và lần cuối cùng người ta thấy ông này xuất hiện trước công chúng, đó là ngày 29 tháng 8 năm 2023 tại Diễn đàn An ninh Trung Quốc với các quốc gia Phi Châu diễn ra tại Bắc Kinh. Thời điểm đó, ông này mới đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng được vài tháng. Cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc ông Nguyễn Phương Hòa là người tiền nhiệm của ông Lý Thượng Phúc, nắm chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc từ năm 2018 tới năm 2023, làm cái nhân vật rất thân thiết với các lãnh đạo quốc phòng Việt Nam. Ông Nguyễn Phương Hòa cũng biến mất trước công chúng kể từ khi rời chức vụ vào tháng 3 năm 2023. Ông Nguyễn Phương Hòa từng là tư lệnh của Bộ Tư lệnh Tên lửa thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, và một cái cuộc điều tra tiến hành nhắm vào ông này vào tháng 9 năm 2023 cũng phát hiện ra ông ta đã nhận một cái khoản tiền hối lộ rất lớn và những tài sản quý giá khác, được hối lộ và giúp cho những người khác hưởng lợi trái phép thông qua những cái sự dàn xếp cá nhân. Trong khi đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đánh giá những cái hành động của Nguyễn Phương Hòa về bản chất làm cái điều cực kỳ nghiêm trọng với cái tác động vô cùng xấu, gây thiệt hại trầm trọng cho nền quốc phòng Trung Quốc. Những cái đồn đoán về một cái chiến dịch thanh trừng chống tham nhũng trong quân đội bắt đầu nhen nhóm từ đầu tháng 3 năm 2023, khi hai tướng chấp bộ tư lệnh tên lửa của Trung Quốc bị thay thế, và thiếu tướng Trình Đông Phương chánh án tòa án quân sự quân đội Trung Quốc cũng bị thay thế sau khi ông này chỉ nhậm chức vài tháng. Tuần vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình trong cương vị Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc thừa nhận quân đội Trung Quốc đang phải đối mặt với những vấn đề chính trị ăn sâu vào cội rễ, đồng thời ông Tập tuyên bố các quan chức tham nhũng sẽ không có chỗ dung thân. Trong khi theo giới phân tích quốc tế, các tướng Lý Thượng Phúc và Trần Cường từng được đánh giá là những nhân vật thân tín với ông Tập Cận Bình, cho nên các quan chức này bất ngờ rớt đài. Đó là lý do người ta cho rằng ông Tập Cận Bình cũng phải chịu trách nhiệm trong việc thiếu sót đối với việc tuyển lựa nhân sự. Theo giới phân tích, cuộc thành lập trong quân đội Trung Quốc của ông Tập Cận Bình đang tạo ra một bầu không khí sợ hãi trong quân đội và chính phủ, và từ đó ông Tập Cận Bình có thể đạt được những cái mục tiêu cuối cùng, đó là có một cái đội ngũ biết nghe lời. Nhưng điều này sẽ mang tới những cái hậu quả rất nguy hiểm. Theo giới phân tích quốc tế cho rằng, tham nhũng đã trở thành một cái vấn đề nan giải đối với quân đội Trung Quốc, đặc biệt kể từ khi quân đội nước này mở cửa nền kinh tế từ những cái năm cuối của thập kỷ 70. Qua nhiều năm, ông Tập Cận Bình đã tiến hành loại bỏ những cái người không được lòng. Ông Tập dường như chỉ còn biết những cái người răm rắp nghe lời vây xung quanh, và điều đó có thể ảnh hưởng tiêu cực tới an ninh quốc gia cũng như chính sách đối ngoại của Trung Quốc. Và đó là lý do câu chuyện thanh trừng trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tiếp tục đối với kể cả các quan chức của chính phủ theo một cái hệ thống pháp lý chuẩn mực thay cho các cái kỷ luật đảng. Và thưa quý vị, Việt Nam vốn là bản sao của Trung Quốc. Tuy nhiên, công cuộc chống tham nhũng của Trung Quốc được cho là người ta áp dụng cả những cái bản án tử hình không thương tiếc đối với các lãnh đạo cấp cao. Nhưng ở Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng trong thời gian cầm quyền hơn 13 năm và công cuộc đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng đã diễn ra hơn 8 năm nhưng hoàn toàn thất bại. Một cái lý do người ta phát hiện đó là ông Nguyễn Phú Trọng làm cái người bảo vệ cho các quan chức tham nhũng, đặc biệt những cái nhân vật thân cận của ông Trọng. Đó là lý do người ta đặt một cái nghi vấn đằng sau cái chủ trương cho lãnh đạo cấp cao rút lui trong danh dự của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là gì. Trong kỳ chiến dịch đào hồ diệt ruồi ở Trung Quốc, ông Tập Cận Bình thành công đáng kể, nhưng công cuộc đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không thành công nếu không nói rằng đã thất bại hoàn toàn.
trong khi các cơ quan chức cấp cao của Trung Quốc như trường hợp hai cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Phương Hòa và Lý Thượng Phúc sẽ bị khởi tố hình sự với những tội danh ở mức cao nhất. Và theo giới phân tích dự đoán, hai cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc có thể đối mặt với những cái bản án ít nhất là chung thân, kể cả tử hình cũng có thể xảy ra. Đó là lý do vì sao công cuộc chống tham nhũng của Trung Quốc rất thành công và tình trạng các quan chức Trung Quốc tham nhũng quy mô lớn đã giảm xuống rất nhiều. Trong khi đó, công cuộc đốt lò ở Việt Nam do Tổng Bí thư phát động, nhưng vấn đề tham nhũng không hề thuyên giảm mà nó còn lan rộng trong bộ máy đảng và nhà nước, kể cả các lãnh đạo cấp cao nhất trong bộ máy lãnh đạo ở thượng tầng. Bộ chính trị cũng tham nhũng. Theo giới phân tích quốc tế, một trong những nguyên nhân cơ bản nhất đã khiến cho công cuộc chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thất bại, đó là ông Trọng đã không kiên quyết và triệt để, đồng thời ông Trọng xử lý theo cái lối giơ cao đánh khẽ, thiếu tính răn đe. Đó là lý do các cái quan chức miền Nam không hề sợ khi ông Trọng đưa ra một cái chủ trương, các cái quan chức từ viên trung ương trở lên nếu tham nhũng nộp lại 3/4 tài sản và chủ động xin thôi chức sẽ không bị truy tố hình sự. Và điều đó khác hẳn với cái công cuộc chống tham nhũng của Trung Quốc. Ban lãnh đạo Bắc Kinh sẵn sàng áp dụng các cái bản án ở mức cao nhất, thậm chí kể cả tử hình. Theo giới quan sát đưa ra trong thời gian gần đây, kể từ khi có quyết định số 41 quyết định trung ương của Bộ Chính trị ban hành tháng 11 năm 2021 về việc miễn nhiệm từ chức đối với các cái lãnh đạo cấp cao từ viên trung ương trở lên, theo ông Nguyễn Phú Trọng, bằng cách chủ động xin thôi giữ chức vụ thì các lãnh đạo mắc sai phạm thì mặc nhiên các lãnh đạo cấp cao sẽ được cho phép hạ cánh an toàn, sẽ không bị xử lý hình sự mà chỉ bị xử lý về mặt hành chính hay kỷ luật của đảng mà thôi. Đó là lý do tại sao từ đầu Đại hội 13 cho tới nay có tới 7 viên Bộ Chính trị đã bị kỷ luật trong thời gian hơn 3 năm. Và tất cả những cái nhân vật đó đều có những cái vi phạm đủ căn cứ xét cho miễn nhiệm, nhưng tất cả đều được ông Nguyễn Phú Trọng cho phép hạ cánh an toàn theo cái cách gọi là chủ động xin thôi chức. Theo giới quan sát đưa ra những so sánh cho rằng, nhìn chung, thông báo của Đảng Cộng sản Việt Nam về việc kỷ luật đối với các lãnh đạo cao cấp đã lập khuôn theo một cái công thức chung không sai một cái dấu phẩy, mang hơi hướng kết luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đó là đồng chí A, đồng chí B đã nhận thức trách nhiệm trước Đảng và nhân dân nên đã có đơn xin thôi chức và xin thôi các chức vụ được phân công để nghỉ công tác và nghỉ hưu, được lãnh đạo Đảng và Ban Chấp hành Trung ương đồng ý. Điều vừa kể hoàn toàn trái với quy định của quy định số 41, bởi theo quy định số 41 đã quy định rất rõ hai hình thức kỷ luật, đó là một, miễn nhiệm đối với các trường hợp có vi phạm chưa tới mức xử lý kỷ luật để cách chức; hình thức thứ hai buộc phải từ chức, đó là các cái cán bộ tự nguyện xin thôi giữ các chức vụ được cấp có thẩm quyền chấp thuận. Như vậy, rõ ràng những cái vi phạm của 7 viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 trừ ông Phạm Bình Minh đều đúng với căn cứ đề nghị của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương xem xét miễn nhiệm hay buộc phải từ chức. Nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam không làm như vậy, mà họ chỉ sử dụng các khái niệm tự nguyện xin thôi chức và được đồng ý cho thôi chức, chứ không sử dụng đúng các thuật ngữ trong quy định 41, đó là xin từ chức và bị miễn nhiệm. Theo giới phân tích, một cái quy định xin thôi chức để được hạ cánh an toàn, đó là sản phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, và ông Nguyễn Phú Trọng phải chịu trách nhiệm, được coi là một điểm mới mang tính nhân văn và nhân ái. Thì ông Nguyễn Phú Trọng đưa ra cái chủ trương khuyến khích các cái cán bộ cấp cao xin thôi chức để tránh bị xử lý hình sự. Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong cái hội nghị tiếp xúc với cử tri Hà Nội đã cho rằng, nếu các đồng chí đã vi phạm, thấy tay nhúng chạm rồi thì tốt nhất chủ động xin thôi, rút lui trong danh dự làm cái điều tốt nhất,
Công luận cho rằng rút lui trong danh dự theo ý của Tổng Bí thư có nghĩa là các cơ quan chức cấp cao sẽ không bị xử lý hình sự, họ vẫn được hưởng đầy đủ các tiêu chuẩn cũ theo quy định. Đó là họ hưởng các tiêu chuẩn chế độ về nhà cửa, xe cộ và điều kiện cảnh vệ. Một cái điều quan trọng, họ không bị tịch thu tài sản do tham nhũng mà có, dù rằng các lãnh đạo đó đã có những hành vi theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khẳng định gây hậu quả nghiêm trọng và rất khó khắc phục. Và thưa quý vị, hy vọng một cái sự so sánh giữa việc chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như Đảng Cộng sản Việt Nam, hai thể chế chính trị độc đoán, độc tài, để quý vị thấy rằng ông Nguyễn Phú Trọng phải chịu trách nhiệm trong vấn đề này, và có lẽ trong tương lai ông Tô Lâm khó có thể bỏ qua những cái sai phạm trầm trọng của Tổng Bí thư. Vẫn các tin tức liên quan tới chính trường Việt Nam, và thưa quý vị, dồn dập trong những cái ngày vừa qua, việc thay đổi nhân sự trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn ra cách cấp tật. Một cái thông tin mới nhất đó là Bí thư Tỉnh ủy Sơn La đã nhận quyết định trở thành Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương. Truyền thông nhà nước đưa tin cho biết ngày 20 tháng 6 năm 2024, Bộ Chính trị đã ban hành một cái quyết định số 1311 quyết định nhân sự Trung ương, phân công đồng chí Nguyễn Hữu Đồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Sơn La, thôi giữ các chức vụ để điều động bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương. Và chiều ngày 28 tháng 6 tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương đã diễn ra với tổ chức triển khai quyết định vừa kể của Bộ Chính trị về công tác cán bộ do ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương chủ trì. Và thưa quý vị, sau việc ông Nguyễn Văn Điền, Phó Ban Nội chính bị khởi tố bắt giam, trong một thời gian rất ngắn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã bố trí một cái nhân sự thay thế, và chắc chắn người thay thế cho ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Ban Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương, làm cái điều chắc chắn. Và thưa quý vị, trong khi đó, cái vấn đề liên quan tới luật cảnh vệ Việt Nam đã được Quốc hội thông qua sửa đổi, trao quyền cho Bộ trưởng Bộ Công an để bảo vệ an ninh quốc gia. Truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin ngày 28 tháng 6, Quốc hội Việt Nam đã thông qua một cái luật cảnh vệ sửa đổi, trong đó cho phép người đứng đầu Bộ Công an, tức từng Bộ trưởng Lương Tam Quang, được quyền áp dụng các biện pháp cảnh vệ trong các trường hợp đặc biệt với mục đích bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự xã hội. Đây là một cái nội dung mới được bổ sung vào phần sửa đổi của luật cảnh vệ vừa được Quốc hội Việt Nam thông qua với một sự tán thành của đa số các đại biểu Quốc hội. Và quý vị còn nhớ trước đó khi thảo luận về dự thảo luật này ngày 24 tháng 5, vào một cái thời điểm căng thẳng trong nội bộ Đảng, truyền thông nhà nước cho biết Trung tướng Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô đã đề xuất cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Công an cùng được quyền áp dụng một cái biện pháp cảnh vệ như nhau. Đó là phát biểu của Trung tướng Nguyễn Quyết Duyệt, cho rằng đề nghị soạn thảo bổ sung thêm cụ từ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vào sau Bộ trưởng Bộ Công an, bởi lực lượng cảnh vệ bao gồm cả công an và quân đội, mà theo tướng Nguyễn Quốc Duyệt, sĩ quan quân đội hiện nay cũng triển khai rất nhiều những cái biện pháp cảnh vệ cần thiết. Những điều vừa kể để cho thấy một cái sự cạnh tranh quyết liệt giữa công an và quân đội. Tuy nhiên, tới ngày 12 tháng 6 năm 2024, Ủy ban Quốc phòng An ninh dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch nước Tô Lâm, cựu Bộ trưởng Bộ Công an, cho rằng Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ về công tác cảnh vệ, cho nên việc bổ sung thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là một cái điều không cần thiết, và đề nghị Quốc hội không bổ sung vào dự luật. Theo những sửa đổi của luật cảnh vệ mới được thông qua ngày 28 tháng 6, theo giới quan sát, Bộ trưởng Bộ Công an được quyết định áp dụng các biện pháp cảnh vệ phù hợp với các trường hợp không thuộc diện được cảnh vệ trong trường hợp cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội cũng như công tác đối ngoại.
Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, từ tháng 7 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công an lúc đó Lộc Tô Lâm đã quyết định áp dụng biện pháp cảnh vệ đối với 56 trường hợp không thuộc đối tượng cảnh vệ được quy định trong luật để đáp ứng các yêu cầu công tác bảo vệ an ninh trật tự theo đề nghị của các bộ ngành cũng như các cái cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam. Mới nhất, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới giải thích cho rằng việc áp dụng các biện pháp cảnh vệ liên quan tới việc hạn chế quyền con người của Hiến pháp, do đó cần phải quy định trong luật và giao cho Bộ trưởng Bộ Công an có thẩm quyền quyết định làm cái điều phù hợp. Và thưa quý vị, trở lại vấn đề thay đổi vị trí lãnh đạo của trưởng ban nội chính trung ương, đó là ông Nguyễn Hữu Đông, Bí thư tỉnh ủy Sơn La, nhiệm kỳ 2020-2025, quay trở lại giữ chức vụ phó ban nội chính trung ương. Trước đó, ông Nguyễn Hữu Đông là cựu bí thư tỉnh ủy trường đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15. Đây là những cái nước cờ của Chủ tịch nước Tô Lâm để chuẩn bị thay thế cho ông Phan Đình Trạc. Theo giới phân tích về Nghệ Tĩnh làm cái lực lượng hùng hậu và nấp dưới trướng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mà trước đó Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nỗ lực ra cố ban bí thư bằng các cái tướng quân đội với một hy vọng về Nghệ Tĩnh, tức Nghệ An và Hà Tĩnh, có cái nơi trú ẩn an toàn hơn. Theo giới phân tích, ông Tô Lâm tạo phản đợt vừa qua cũng gặp không ít những cái khó khăn. Ban đầu, ông Tô Lâm mạnh như trẻ tre, rất thuận lợi, thì đánh cục liên tiếp. Và nhân vật đồ đệ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đó là Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và Trương Thị Mai, để mở đường cho ông Tô Lâm ngồi vào ghế Chủ tịch nước như chúng ta đã thấy, đồng thời cũng triệt hạ được các cái đối thủ cạnh tranh cho chiếc ghế Tổng Bí thư. Tuy nhiên, ý đồ ngồi ghế Chủ tịch nước kiêm Bộ trưởng Bộ Công an của ông Tô Lâm bị phá sản bởi những cái đòn đánh thắt lưng của Thủ tướng Phạm Minh Chính và khiến cho ông Tô Lâm phải vất vả huy động cả cái bộ máy Bộ Công an làm cái cuộc đảo chính ngầm. Tuy một cái cuộc đảo chính ngầm của ông Tô Lâm thành công trong việc đưa ông Lương Tam Quang, một cái nhân vật ủy viên trung ương mới 3 năm chưa đủ điều kiện vào Bộ Chính trị, ngồi trước Bộ trưởng Bộ Công an, được coi là một thắng lợi của ông Tô Lâm. Tuy nhiên, ông Tô Lâm, theo giới phân tích cũng đưa ra những cái nhận định cho rằng đang phải đối mặt với những cái rủi ro khi mà Liên minh Nghệ Tĩnh đang có những cái động thái cầu cứu Trung Quốc và các cái phe cánh trong đảng, trong khi phe Nghệ Tĩnh vẫn có ủy viên Bộ Chính trị, kể cả sau khi ông Thủng Vương Đình Huệ bị đánh gục và cái sự hồi phục số lượng ủy viên Bộ Chính trị của nhóm Nghệ Tĩnh làm cái sự đe dọa không nhỏ với thế lực chính trị Hưng Yên của ông Tô Lâm, trong khi thế lực chính trị của ông Tô Lâm cho tới thời điểm hiện nay chỉ có một ghế ủy viên Bộ Chính trị và 5 ghế ủy viên trung ương. Phe Hưng Yên của ông Tô Lâm cần phải tăng thêm số lượng ủy viên Bộ Chính trị để có những cái tiếng nói mạnh mẽ hơn trong cơ quan quyền lực cao nhất của đảng hiện nay. Đây là một cái điều vô cùng cần thiết, và mục tiêu của ông Tô Lâm đó là Hội nghị Trung ương 10 diễn ra vào đầu tháng 10 tới đây sẽ đưa Lương Tam Quang, tân Bộ trưởng Bộ Công an, ngồi vào ghế ủy viên Bộ Chính trị đảng 13. Và nếu ông Tô Lâm không thực hiện được cái tham vọng như vừa kể, thì những cái tháng còn lại của nhiệm kỳ đoàn 13 sẽ không dễ dàng thông đồng bén dọn đối với ông Tô Lâm. Theo giới phân tích, ghế Bộ trưởng Bộ Công an là ủy viên Bộ Chính trị rất có lợi thế, và chính Bộ trưởng được ngồi chung mâm với cái nhóm siêu quyền lực đó là Bộ Chính trị sẽ góp được cái tiếng nói vào nhóm này, và không loại trừ có thể lên tiếng đe dọa các thành viên khác còn lại trong Bộ Chính trị. Nếu để Lương Tam Quang vẫn là ủy viên trung ương đảng, thì Lương Tam Quang rõ ràng chỉ biết chấp hành những cái quyết sách mà Bộ Chính trị đưa ra mà thôi. Do đó, muốn cho phe công an trở nên vô đối, thì ông Tô Lâm phải làm suy yếu các đối phương, đồng thời làm cho phe công an trở nên mạnh mẽ hơn. Trong trường hợp ông Tô Lâm hiện nay,
Nếu thiệt hạ được phe Nghệ Tĩnh thì ông Tô Lâm sẽ đạt được hai mục đích, vừa làm trò bê đỡ quyền lực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng suy yếu, đồng thời nâng cao sức mạnh của phe Công an, đặc biệt phe Hưng Yên. Cùng với cái việc ông Trần Cẩm Tú dưới sự chỉ đạo của ông Tô Lâm đã tước bỏ quyền lực của Nguyễn Văn Yên, phó ban nội chính trung ương, cũng như Đinh Tiến Dũng trong thời gian vừa qua, theo giới phân tích rõ ràng ông Tô Lâm đã điều khiển được ông Trần Cẩm Tú và thành công trong một cái mục tiêu bắn một mũi tên trúng hai đích, đó là vừa điều khiển được Trần Cẩm Tú về Hà Tĩnh, vừa áp sát được Phan Đình Trạc. Theo giới phân tích khẳng định, việc Tô Lâm hạ bệ Nguyễn Văn Yên, phó ban nội chính trung ương, chỉ làm cái bước đầu để bắt đầu cho cái việc hạ bệ Phan Đình Trạc. Mà nếu làm cho Phan Đình Trạc ngã ngựa tại hội nghị trung ương 10 tới đây, thì điều đó có nghĩa là cửa vào bộ chính trị cho Lương Tam Quang quá thanh thản. Đấy là những cái nước cờ của ông Tô Lâm hầu như ai ai cũng nhìn thấy, nhưng với một cái số lượng hùng hậu, với 4 ủy viên bộ chính trị và gần 20 ủy viên trung ương đảng, về Nghệ Tĩnh có thể cản đường Tô Lâm hay không, hay vẫn tiếp tục đưa lưng ra chiếu trận. Theo giới phân tích, việc về Nghệ Tĩnh dựa vào ô dù của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đến bây giờ đã gặp họa, khiến cho nhóm Nghệ Tĩnh vô cùng khó khăn. Trước đây sự che chắn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được coi làm cái bòn kè vững chắc, nhưng giờ đây sự bảo kê của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không khác gì chiếc ô rách. Chiếc ô của ông Trọng sắp hết hạn sử dụng nên cũng chẳng che chắn được gì cho nhóm Nghệ Tĩnh. Và cho tới cái thời điểm hiện nay vẫn chưa có những dấu hiệu nào cho thấy về Nghệ Tĩnh có thể cản được sức mạnh của Bộ Công an và ông Tô Lâm. Không biết trong thời gian tới đây về Nghệ Tĩnh có một chiến thuật gì mới hay không, hay ban lãnh đạo Bắc Kinh có những cái giải pháp thế nào. Nhưng tới thời điểm hiện nay rõ ràng về Nghệ Tĩnh đang bế tắc. Theo giới phân tích, khó có cái lực lượng nào trong trung ương và bộ chính trị có thể cân bằng với quyền lực của ông Tô Lâm vào cái thời điểm hiện nay. Đặc biệt ông Tô Lâm đã bành trướng lực lượng của mình, và như quý vị đã biết, kể từ ngày 1 tháng 7 tới đây, theo luật quy định đối với lực lượng dân phòng và bảo vệ an ninh ở địa phương, biên chế Bộ Công an sẽ tăng lên thêm khoảng 300.000 người. Theo đó, Bộ Công an bằng cách sáp nhập các lực lượng tham gia bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách, lực lượng dân phòng để xây dựng một lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở. Và luật vừa kể được ông Tô Lâm giao cho Bộ Công an biên soạn và được Quốc hội thông qua vào tháng 11 năm 2023. Đặc biệt trong những cái ngày vừa qua, truyền thông nhà nước đưa tin Bộ Công an đã thiết lập một cái sân bay quân sự ở tỉnh Bắc Ninh để phục vụ cho cái gọi là lực lượng không quân của Công an Nhân dân. Do đó, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đang có những cái động thái cho thấy củng cố lực lượng vũ trang của Bộ Công an, làm cái đối trọng với lực lượng của quân đội là cái điều được cho là rất nguy hiểm. Trong cái điều kiện giờ đây, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, làm cái điều tương đối chắc chắn khi mà sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày một yếu đi. Và điều đó khiến cho Bộ Công an đã có thêm một cái lực lượng có thể điều hành được lên tới 300.000 người. Đó là Tô Lâm đã chắp cánh cho Lương Tam Quang. Đồng thời, Bộ Công an có những cái lý do để đòi Trung ương Đảng và Bộ Chính trị phải tăng thêm ngân sách cho Bộ Công an, và đó là một cái khoản tiền béo bờ, khó có thể kiểm soát và Bộ Công an có thể kiểm tra được rất nhiều. Ông Tô Lâm chắc chắn sẽ huấn luyện cho lực lượng này trở nên chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên, lực lượng này, lực lượng an ninh cơ sở lớn là những cái kẻ tội phạm ẩn nấp, những cái kẻ thất nghiệp, những cái kẻ vô công rồi nghề trong xã hội, thì ông Tô Lâm giao quyền hành cho các cái thành phần này càng nguy hiểm hơn cho xã hội. Và thưa quý vị, được biết từ ngày 1 tháng 7 tới đây, các cái tổ dân phố cũng hình thành những lực lượng an ninh và được hưởng lương.
Theo giới phân tích thì lực lượng cơ sở tăng lên thì lực lượng chính quy sẽ có cái điều kiện dồn sức vào công việc giám sát, điều tra các cái đồng chí lãnh đạo tham nhũng, và khi sân chơi cấp cơ sở đã có những cái người khác lo lắng thì ông Tô Lâm sẽ tập trung vào sân chơi thượng tầng và đông đúc hơn. Khi đó các cái quan chức từ địa phương tới trung ương luôn luôn bị tai mắt của ông Tô Lâm theo dõi, và họ sẽ giúp cho Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cũng như Chủ tịch nước Tô Lâm nắm thóp được các lãnh đạo ở trung ương. Trong khi đó ở thượng tầng, Chủ tịch nước Tô Lâm đang cho công phá vào các nhóm lợi ích của phe Nghệ Tĩnh và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để triệt các cái mầm loạn về sau. Và chính ông Tô Lâm làm cái người cầm đầu nhóm Hưng Nghiên Làm Phản. Do đó ông Tô Lâm sẽ hiểu hơn ai hết về những cái mầm loạn sẽ nguy hiểm ra sao nếu ông Tô Lâm không trụ vững và không dọn sạch, nhổ tận gốc, trước tận rễ hệ thống quyền lực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cài cắm rất sâu rộng cho ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ông Tô Lâm có thể đối mặt với những cái sự nguy hiểm. Đó là lý do người ta cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam trước đây thực hiện một cái mô hình công an trị để cai trị nhân dân, thì nay dưới thời Chủ tịch nước Tô Lâm tiến tới sẽ tiến hành một cái bộ máy nhà nước để cai trị đối với cả lãnh đạo đảng, toàn đảng làm cái kho tàng tham nhũng khổng lồ. Do đó Bộ Công an cần nhân lực rất nhiều để điều tra lập hồ sơ, để cho ông Tô Lâm có thể sử dụng một cái kho dữ liệu Big Data liên quan tới những cái dấu vết nhúng chàm của các lãnh đạo từ trung ương tới địa phương. Cho nên khi ông Tô Lâm Tổng Bí thư, chắc chắn không có bất kỳ một cái quan chức cấp cao nào thoát khỏi sự giám sát của Bộ Công an. Trong khi Bộ Công an càng phình to chưa có cái dấu hiệu dừng lại, Bộ Công an càng đông thì ông Tô Lâm càng mạnh. Và khi ông Tô Lâm lên chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam với cái hồ sơ đen đối với tất cả các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng, thì ông Tô Lâm có đủ khả năng gia cố thêm quyền lực cho Bộ Công an. Theo đó, mọi chính sách gia cố Bộ Công an của ông Tô Lâm lẽ ra theo nguyên tắc phải được Bộ Chính trị bàn bạc và quyết định. Tuy nhiên, ông Tô Lâm hiện nay với một cái thế mạnh nắm được các vết nhúng chàm của các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương, đó là lý do ông Tô Lâm đã buộc được Bộ Chính trị phải gật đầu cho Lương Tam Quang ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an khi không phải là Bộ Chính trị. Thậm chí có những cái tin tức cho rằng ông Tô Lâm đã bắn tiếng tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nếu ông Trọng không ủng hộ sẽ đưa hồ sơ liên quan tới vụ việc xin phụ trà, một cái vết chạm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đây nhận nhiều triệu đô la của nhà đầu tư nước ngoài và gây thiệt hại cho ngân sách 3.000 tỷ. Theo giới phân tích, hầu hết các quan chức trong đảng hiện nay, họ chỉ lo kém chén cơm của họ và gia đình. Trước đây khi mà nội bộ lãnh đạo thường cần ít phe phái thì các quan chức còn có nơi có thể trú ẩn an toàn. Giờ đây các cái phe phái nổi lên và đấu đá tranh giành quyền lực quyết lực thì bất kỳ một cái lãnh đạo nào của Đảng Cộng sản Việt Nam không có nơi ẩn nấp an toàn nữa, và nếu có an toàn thì cũng chỉ là sự an toàn tạm thời. Trước đây những người thuộc phe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì chắc chắn an toàn, nhưng giờ đây gió đã xoay chiều, những ai trung thành với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì phải cẩn thận, ông Tô Lâm sẽ tiêu diệt. Trong khi đó những cái nhân vật ủng hộ cho ông Tô Lâm thì sẽ được nâng đỡ và không bị xử lý. Những cái điều vừa kể để quý vị thấy rằng Bộ Công an đang củng cố một cái vòi bạch tuộc khổng lồ của họ để kiểm soát toàn bộ hệ thống chính trị của Việt Nam. Tuy nhiên thưa quý vị, không có cái gì là tuyệt đối. Những cái khả năng mà phe Nghệ Tĩnh với cái sự giúp sức của Trung Quốc có thể lật được thế cờ làm cái điều có thể xảy ra, dù rằng một cái xác suất rất nhỏ. Tại hội nghị Trung ương 9 khóa 13 ngay ngày làm việc đầu tiên, bà Trương Thị Mai, thường trực Ban Bí thư kiêm trưởng ban tổ chức Trung ương,
một cái nhân vật cao cấp số 5 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chủ động xin thôi chức trước những cái cáo buộc liên quan tới vấn đề tham nhũng. Như vậy số lượng ủy viên Bộ Chính trị của Đại hội 13 chỉ còn 12 người so với con số 18. Đây làm cái vụ việc khủng hoảng nhân sự cấp cao lớn nhất trong lịch sử 94 năm hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và chắc chắn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người chịu trách nhiệm đứng đầu tiểu ban nhân sự các cái kỳ đại hội đảng, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Và nhiều quý vị đã biết, tại hội nghị Trung ương 9, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu bổ sung 4/6 ghế ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 còn bỏ trống, bao gồm Lê Minh Hưng, Nguyễn Trọng Nghĩa, Đỗ Văn Chiến và bà Bùi Thị Minh Hoài. Một cái điều đáng chú ý đó là Lê Minh Hưng, một cái người được cho là phải chịu trách nhiệm liên quan tới vụ án Vạn Thịnh Pháp và bà Trương Mỹ Lan, đã thông qua Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB thao túng và làm thiệt hại của nhà nước với cái số lượng nhiều chục tỷ đô la Mỹ. Vậy mà tại sao Lê Minh Hưng, một cái nhân vật được cho là thân cận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thậm chí tới cái mức người ta nói Lê Minh Hưng là tay hòm chìa khóa, không bị xử lý, thậm chí còn thăng tiến? Và như quý vị đã biết, Lê Minh Hưng vẫn giữ nguyên chức Chánh Văn phòng Trung ương, đồng thời được ông Trọng cử giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Đây là những cái điều mà công luận hết sức quan tâm. Nếu quý vị biết rằng Lê Minh Hưng từng có hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng và từng là thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong giai đoạn 2016 tới 2020. Đáng chú ý, khi vụ án Vạn Thịnh Pháp và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB được đưa ra xét xử sơ thẩm, công luận đã đặt những cái câu hỏi về trách nhiệm quản lý nhà nước đối với ông Lê Minh Hưng trong vai trò thống đốc. Trong giai đoạn này, làm cái giai đoạn xảy ra rất nhiều những cái sai phạm nghiêm trọng của bà Trương Mỹ Lan tại Ngân hàng SCB. Ông Lê Minh Hưng là Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dưới thời Nguyễn Văn Bình, làm thống đốc năm 2016 khi Nguyễn Văn Bình lọt vào Bộ Chính trị nắm chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương, thì Lê Minh Hưng lập tức liền thay thế. Và một nhiệm kỳ làm thống đốc, Lê Minh Hưng đã để lại rất nhiều những cái hệ lụy mà nền kinh tế Việt Nam đã phải gánh chịu, thậm chí cho tới ngày hôm nay. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với vai trò làm cái cơ quan ra chính sách tiền tệ, điều khiển hệ thống ngân hàng thương mại, nhưng những chính sách sai lầm của Lê Minh Hưng đã khiến cho hệ thống ngân hàng thương mại bị biến tướng. Chính thời kỳ Lê Minh Hưng làm thống đốc, Lê Minh Hưng đã bỏ mặc lạc ngư cho những liên minh ma quỷ giữa các cái doanh nghiệp bất động sản và các ngân hàng sở hữu chéo, và ngân hàng trở thành sân sau của các doanh nghiệp để cho vay dưới chuẩn, để đào nợ, để phát hành trái phiếu v.v. và cuối cùng quay lại gây thiệt hại cho kinh tế đất nước cũng như người dân. Thậm chí các cái ngân hàng như ngân hàng SCB còn lừa của khách hàng tiền gửi mua trái phiếu. Tình trạng Lê Minh Hưng làm ngơ để cho tập đoàn Vạn Thịnh Phát sử dụng ngân hàng SCB để lùa gà, tức là những cái khách hàng gửi tiết kiệm hay mua trái phiếu của doanh nghiệp. Và cho tới nay ai cũng biết các cái khổ chủ gần như mất trắng tất cả các tiền bạc mà họ khi góp cả đời bỏ vào đầu tư. Về các chủ doanh nghiệp mua cổ phần ngân hàng, đó là chuyện bình thường, không hiếm. Tuy nhiên, trong cái vai trò quản lý điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước, Lê Minh Hưng đã không ra tay ngăn chặn hay có những biện pháp xử lý đối với Trương Mỹ Lan cũng như nhiều tập đoàn kinh tế khác, trong khi họ đã sử dụng ngân hàng, những cái sở hữu chéo để hút vốn, làm ăn một cách không minh bạch. Theo những cái thông tin KTV có được, có một số tập đoàn hiện nay đang bên bờ vực phá sản bỗng nhiên nhảy vào mua cổ phần, trở thành chủ sở hữu của ngân hàng. Sau đấy họ dùng ngân hàng này như một cái công cụ để hút vốn từ dân chúng và các nhà đầu tư để cứu cho tập đoàn khỏi phá sản. Và khi tiền rót vào các dự án, các doanh nghiệp bất động sản, họ
tạo ra sốt đất thổi giá bất động sản để thu lợi. Và một tình trạng có nhiều bất động sản tăng giá gấp đôi gấp ba chỉ trong thời gian ngắn và giúp cho các đại gia bất động sản đẩy hàng trả nợ. Và hậu quả như quý vị đã biết, ngành bất động sản đã bị méo mó theo, đặc biệt ảnh hưởng rất lớn tới người dân. Theo giới quan sát, vụ Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB nó chỉ làm cái phần nổi của tảng băng, và rất nhiều các đại gia bất động sản sở hữu ngân hàng, trong đó ví dụ như Dương Công Minh, chủ tập đoàn bất động sản Him Lam, đồng thời là một cổ đông lớn nhất của ngân hàng Sacombank. Những điều vừa kể là những cái hệ lụy từ thời Lê Minh Hưng để lại. Song với vai trò của người đứng đầu đảng, tại sao ông Nguyễn Phú Trọng không biết và không xử lý, còn tiếp tục đưa Lê Minh Hưng lên các chức vụ quan trọng? Có những ý kiến cho rằng trong tương lai không xa, rất có thể tại Đại hội 14 tới đây, Lê Minh Hưng trở thành Thủ tướng Chính phủ. Trong khi đó, Lê Minh Hưng hiện nay đang là Chánh Văn phòng Trung ương kiêm Trưởng ban Tổ chức Trung ương, một cái vị trí được cho là có cơ hội thăng tiến rất nhanh. Vậy mà Lê Minh Hưng vẫn không bị xử lý mà tiếp tục thăng tiến, chắc chắn nền kinh tế Việt Nam sẽ gặp rất nhiều những cái rủi ro. Lê Minh Hưng làm cái người thuộc nhóm lợi ích Hà Tĩnh. Hiện nay, phe Hà Tĩnh có 11 ủy viên Trung ương, trong đó có một ủy viên Bộ Chính trị là ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Nghệ An có 14 ủy viên Trung ương Đảng, có tới 3 ủy viên Bộ Chính trị. Này rơi rụng mất còn hai. Và rõ ràng một liên minh giữa phe Nghệ An và Hà Tĩnh làm cái liên minh mạnh nhất hiện nay, đồng thời là bệ đỡ cũng như bệ phóng cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phe Nghệ Tĩnh đang làm mọi cách để nắm quyền điều hành quyền chính trị Việt Nam, đang nhằm tới chiếc ghế Tổng Bí thư khi ông Nguyễn Phú Trọng rời ghế. Tuy nhiên, Vương Đình Huệ đã bị hạ bệ. Theo giới quan sát chính trị, thấy rằng một khi vấn đề tồn tại liên minh ma quỷ Nghệ An Hà Tĩnh thì các địa phương khác rất dễ bị chèn ép và không thể ngóc lên. Nắm được Trung ương Đảng, nắm được Sài Gòn, nắm được Hà Nội là cái mục đích mà phe Nghệ Tĩnh nhắm tới để thuận tiện họ có thể nắm luôn ghế thủ tướng. Phe Nghệ Tĩnh đã đưa người của họ vào tất cả các bộ máy chính trị của các thành phố lớn. Có những cái đồn đoán cho rằng nếu không, Lê Minh Hưng sẽ ngồi vào ghế bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Một cái điều nguy hiểm hơn, Lê Minh Hưng và Vương Đình Huệ vốn dĩ là những cái người có chuyên môn về ngành tài chính. Tuy nhiên cho tới nay, Lê Minh Hưng không ngang khả năng. Những cái kiến thức được đào tạo ra giúp nền kinh tế và chỉ tập trung đưa ra các chủ trương có lợi cho nhóm lợi ích. Trong bộ máy nhà nước hiện nay, rõ ràng nó là cái quy luật chung, nó là lãnh đạo Việt Nam không ai vì dân và tất cả chỉ vì bản thân họ và nhóm lợi ích. Họ sẵn sàng bán đứng nền kinh tế để vun đắp quyền lợi của nhóm lợi ích hơn vì nền kinh tế, mà nhóm lợi ích suy yếu đi. Trong lúc Vương Đình Huệ chưa ngã ngựa thì Lê Minh Hưng đã được Vương Đình Huệ giới thiệu với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và được ông Trọng rất tin dùng, giao cho vị trí Chánh Văn phòng Trung ương. Đây là một cái vị trí xem như một cái chốt chặn để lọc bỏ những cái thông tin bất lợi về phe Nghệ Tĩnh, không cho Tổng Bí thư biết. Bên ngoài thì Lê Minh Hưng giả giả vân vân, nhưng thực chất Lê Minh Hưng đang thao túng thông tin đến với Tổng Bí thư để che đậy những cái thông tin được cho là rất xấu. Thời kỳ Lê Minh Hưng làm thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam vào năm 2019, ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn đã bị đưa vào trường hợp kiểm soát đặc biệt, nhưng Lê Minh Hưng chỉ đồng ý đưa vào cái diện tăng cường giám sát mà thôi. Và ngân hàng này đã hoạt động bất chấp pháp luật, tự do phát hành trái phiếu đêm gửi với cái lãi suất bất bình thường, và hậu quả đến nay ai cũng rõ. Mà không chỉ có duy nhất ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB, Lê Minh Hưng còn tạo ra hàng loạt các liên minh tương tự như tập đoàn Vạn Thịnh Phát, như Techcombank hay Sinbank. Ngày nay, Lê Minh Hưng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất tin tưởng. Với một chiêu bài
Lê Minh Hưng nâng vai trò Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngang với ông Hồ Chí Minh. Đó là lý do tại sao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn luôn thiên vị rất rõ đối với Lê Minh Hưng. Và thưa quý vị, trong thời gian dài, phe Nghệ Tĩnh nấp sau một cái gọi là xe tăng Nguyễn Phú Trọng tìm rất an toàn. Đó là một trong những cái nguyên nhân Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã nổi giận và làm loạn. Song chắc chắn một điều, với cái cơ cấu chính trị, cơ cấu quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, khi ông Nguyễn Phú Trọng ra đi, chắc chắn mọi quyền lực chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ rơi vào phe Nghệ Tĩnh. Theo đánh giá của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, vụ án Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan làm cái vụ án tham nhũng lũng đoạn lớn chưa từng thấy và đã gây ra các cái hậu quả hết sức nghiêm trọng. Trước khi tòa tuyên án vụ Vạn Thịnh Phát với một cái bản án tử hình cho bà Trương Mỹ Lan, theo BBC, một cái nhà quan sát chính trị từ Việt Nam đã nói với họ rằng họ nghĩ ông Lê Minh Hưng nên có trách nhiệm vì đã không ngăn chặn được vấn đề, dù Lê Minh Hưng không phải là một người mở màn cho sai phạm, nhưng chắc chắn Lê Minh Hưng phải nhận thấy vấn đề là lẽ ra trong trách nhiệm thống đốc ngân hàng nhà nước thì ông ta phải ngăn chặn nó. Theo báo Tuổi Trẻ, bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cục trưởng cục thanh tra giám sát cơ sở 2, đã nhận một cái khoản tiền hối lộ 5,2 triệu đô la, sau đó hướng dẫn cho ban lãnh đạo ngân hàng SCB xóa dấu vết cũng như các sai phạm trong vấn đề cho vay, đồng thời bỏ qua không xử lý nhiều sai phạm của ngân hàng này. Theo giới quan sát, với cái số tiền nhận hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ, không chỉ một mình bà Nhàn là người được hưởng, mà chắc chắn phải chia trác cho rất nhiều những cái người khác, thậm chí kể cả lãnh đạo cấp cao nhất là thống đốc ngân hàng nhà nước. Đó là lý do tại sao sau khi phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và bà Trương Mỹ Lan, trên mạng xã hội đã có nhiều ý kiến cho rằng Lê Minh Hưng đã nóng điếc và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngồi không yên. Thậm chí có những đồn đoán cho rằng ông Trọng sẵn sàng mất 100 triệu tỷ do Trương Mỹ Lan chiếm đoạt để cứu Lê Minh Hưng, vân vân và vân vân. Tại Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 tháng 10 năm 2013, đương kim Bí thư tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ, nguyên Tổng Giám đốc Vietinbank, đã bị xử lý kỷ luật với cái cáo buộc có tiền gửi trong ngân hàng tới 3.000 tỷ, đó là chưa kể tới cổ phiếu đầu tư khoảng hơn 1.000 tỷ. Theo nguồn tin hành lang cho biết, Lê Đức Thọ đã từng phân bua với các đồng chí của mình rằng anh ta bị các đồng chí trong đảng đánh hội đồng, chứ Lê Đức Thọ khẳng định anh ta không thể giàu bằng Lê Minh Hưng, cựu thống đốc ngân hàng nhà nước, hiện là chánh văn phòng trung ương, một cái nhân vật thân tín là tay hòm chìa khóa của Tổng Bí thư. Trên mạng xã hội có nhiều ý kiến cho rằng ngay từ đầu phiên Bộ Chính trị thống nhất cho dừng điều tra đại án Vạn Thịnh Phát lên một cấp cao hơn theo yêu cầu của Tổng Bí thư Trọng, cũng xuất phát từ cái mục đích nhằm cứu Lê Minh Hưng, một cái nhân vật được ông Nguyễn Phú Trọng tin tưởng nhất mực. Trong giai đoạn 2 của vụ án Vạn Thịnh Phát, như quý vị đã biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu C03 và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ trách nhiệm của các bên có liên quan. Trong cái bối cảnh như hiện nay, nếu Chủ tịch nước ông Tô Lâm vẫn bí mật điều hành được Bộ Công an và các chân rết của ông ta đã gây dựng trong suốt một thời gian hơn 8 năm, thì có lẽ phiên Bộ Chính trị vắng chánh văn phòng trung ương kiêm trưởng ban tổ chức trung ương ông Lê Minh Hưng khó có thể được an toàn. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của CanTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Một lần nữa xin lưu ý quý vị, những ai chưa đăng ký các cái kênh dự phòng của CanTV, kính mời quý vị hãy đăng ký bằng cách bấm vào logo trên trang chủ của hai kênh Việt Thành CanTV 3 và CanTV 5 sẽ dẫn quý vị tới một cái trang dự phòng. Sau đó quý vị hãy bấm vào nút đăng ký và đừng quên bấm vào nút chuông
để quý vị có thể nhận được các cái thông tin mới nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào tạm biệt. Bye bye quý vị.